Xin kính chào quý thầy cô và các bạn học sinh. Em tên là Trịnh Nhã Thư, học lớp 5.13. Hôm nay em chia sẻ cảm xúc về một ngày đặc biệt, đó là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Ngày xưa, khi em mới lên 4 tuổi, mẹ đã nói với em rằng ba con đã đi đến một nơi thật xa, xa khỏi hai mẹ con mình. Mẹ và con không thể đến đó được. Và kể từ đó, mẹ và em sống nương tựa vào nhau. Mẹ luôn lo lắng, chăm sóc quan tâm em từng chút một, nhưng mẹ không bao giờ lo lắng cho bản thân mình gì cả. Em nhớ mẹ từng nói, mẹ chỉ mong con vui vẻ, khỏe mạnh, học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ là mẹ cảm thấy vui rồi. Hằng ngày mẹ phải đi làm cho công ty ông bà nội. Công việc dù có vất vả nhưng mẹ luôn có nụ cười nở trên môi. Mẹ luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ. Và dù như thế nào mẹ vẫn luôn dành thời gian chơi đùa cùng em và dạy cho em những điều hay trong cuộc sống và những điều nên làm và không nên làm. Mỗi tối mẹ cùng em trò chuyện với nhau, em mới kể cho mẹ nghe những điều mình mới học trên lớp và mẹ cũng kể cho em những câu chuyện Việt Nam trước khi đi ngủ. Và mẹ đã nói với em một câu rằng là con gái phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ vì mẹ luôn theo dõi từng bước chân khi con lớn lên. Và đối với em, mẹ như là một người ba, vừa là cả thế giới của em. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của em. Em đã từng nói với mẹ một câu rằng em sẽ vững vàng trong cuộc sống, kiên cường giống như mẹ vậy. Vì mỗi khi thấy mẹ bị bệnh, em lại buồn và lo lắng cho mẹ. Em chỉ mong mẹ khỏe mạnh lại để chăm sóc cùng em, trò chuyện cùng em mỗi buổi tối thôi. Nếu trời cao có ban cho em một điều ước, em nguyện lòng ước chia sớt thanh xuân của mình cho mẹ. Vì em không muốn mẹ phải rời đi, vì mẹ là người có giúp em có ngày hôm nay, cùng em trải qua bao tháng năm trong cuộc đời của em. Đừng bỏ em giữa cuộc đời mênh mông đầy gian khó như thế này. Em đã nghe qua một bài hát có câu: giữa muôn ngàn nhân duyên thế gian, cảm ơn cuộc đời mang đến yêu thương, con được làm con của mẹ. Em rất tự hào khi được làm con của mẹ. Và em chỉ muốn mẹ có thể sống với em 8 thế kỷ nữa trước khi em trưởng thành và trở thành một doanh nhân có thể chữa bệnh cho mẹ mỗi lúc mọi nơi. Em không muốn thấy mẹ đang nằm ở trên giường. Em chỉ muốn thấy mẹ như hồi xưa còn trẻ thôi. Em chúc tất cả các người mẹ trên toàn thế giới có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, khỏe mạnh và sống đời với con cái.